Xin chào những độc giả thân yêu của blog Mẹ Việt. Hôm nay mình tiếp tục đọc tiếp chương 2 trong phần A của quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt.vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt hay trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày. Nếu chưa được tham gia vào cộng đồng hỗ trợ miễn phí Mẹ Việt trên Facebook, ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Thuần hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt Blog để được add vào nhé. Hai La Mã, phương pháp giáo dục trẻ từ 2 đến 3 tuổi. 2 tuổi là bước vào thời kỳ tự lập, cái gì cũng không khiến bố mẹ làm hộ mà tự làm lấy, rất muốn học cách tự làm lấy. 2 tuổi, trẻ không có giờ phút nào ngồi yên, lúc nào cũng phải hoạt động như những vận động viên chuyên nghiệp. Kể cả lúc ăn cơm cũng vậy, không thể ngồi yên một chỗ ăn ngoan ngoãn được. Luôn luôn vận động, làm cái này làm cái nọ, không biết mệt cho đến lúc đi ngủ đêm. Đây là ý muốn học tập của trẻ 2 tuổi, vì vậy không được bỏ phí mà phải phát triển ý muốn ấy một cách hiệu quả nhất. 3 điểm cơ bản để phát huy ý muốn ở trẻ 2 tuổi. Nếu đón nhận và phát huy đúng lúc, sẽ khiến trẻ trở thành người ưu tú thực sự. 3 điểm đó là vận động, ngôn ngữ và kỹ năng cơ bản. Một nhỏ, cho trẻ vận động nhiều, đi bộ nhiều. Hãy cho trẻ vận động hết mình bằng cách đi bộ hàng ngày. Trí lực của trẻ được phát triển hoàn hảo khi được kích hoạt các giác quan, vận động, ngôn ngữ ngay sau khi sinh. Ví dụ, đối với vận động, nếu không để kỹ năng vận động của tay chân được phát huy hết mức, thì trẻ sẽ không phát triển theo chiều hướng tích cực, đứa trẻ sẽ không có chiều sâu nội tâm. Trẻ được khoảng 1 tuổi rưỡi cần phải cho đi bộ với khoảng cách dài nhất có thể được. Nếu cứ cõng, bế, ngồi xe đẩy, xe hơi thì sẽ đánh mất khả năng đi bộ. Phải nên nhớ rằng, rèn luyện đi bộ hàng ngày là bước đầu tiên để có được em bé thông minh. Đi bộ cũng làm dáng dấp bé đẹp hơn. Gần đây, cha mẹ trẻ thường không cho con đi bộ, mà đi đâu cũng đi ô tô luôn. Vì vậy, sức đi bộ của trẻ trở nên cực kỳ ít. Khoảng cách đi được cũng ngắn, đứa trẻ phát triển bất hoàn hảo. Trẻ 2 tuổi muốn hoạt động, luôn luôn có nhu cầu vận động chân tay, cơ thể. Nếu đè nén ý muốn này, nó sẽ bị ức chế. Còn nếu biết phát huy ý muốn này, trẻ sẽ trở thành người có khả năng vận động rất tốt. Vì vậy, hãy để trẻ đi bộ thật tốt khi được 2 tuổi. Đi bộ coi như bài rèn luyện hàng ngày cũng là cách để trẻ có đầu óc thông minh hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ đi bộ trên đường bằng phẳng thì chưa hoàn hảo. Phải cho trẻ đi cả đường dốc, gập ghềnh, cầu một thanh, trèo bậc thang lên xuống, trèo bậc, nhảy bậc. Mẹ ở xa ném quả bóng cho lăn và bảo con chạy lấy quả bóng. Mới đầu trẻ sẽ chạy theo đường quả bóng lăn, sau đó sẽ quan sát hướng đến của quả bóng và chạy đến nhặt quả bóng bằng đường ngắn nhất. Hàng ngày, quy định khoảng cách là bao nhiêu để cho con chạy. Mới đầu là 3 m, dần lên 5 m, 10 m, 15 m. Bắt đầu luyện cho trẻ dùng lực toàn thân để vận động từ lúc 2 tuổi này đến khi vào lớp 1, trẻ sẽ có sức chạy rất tốt. Sau 2 tuổi rưỡi cho trẻ nhảy trên tấm đệm đàn hồi, tập lấy thăng bằng. Cả đi cả nhảy nhào lộn trên đệm đàn hồi cũng rất tốt. Hai nhỏ, thời kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ nhất trong cả cuộc đời. Khi trẻ được 2 tuổi, trẻ có nhu cầu vận động toàn thân và nhu cầu đối với ngôn ngữ cũng y như vậy. Đặc biệt là khi được 2 tuổi. Ngôn ngữ phát triển một cách đột phá, nhưng chỉ đến 2 tuổi rưỡi là hiện tượng đột phá này tự nhiên biến mất. Theo đó, có thể nói thời kỳ từ 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi là thời kỳ quan trọng nhất. Các bậc cha mẹ nên biết trước điều này, đây là thời kỳ mẫn cảm với ngôn ngữ nhất trong suốt cả cuộc đời. Đến tuổi này, ngôn ngữ em bé không còn phù hợp với trẻ nữa. Ngôn ngữ em bé sẽ trở thành nguyên nhân gây ra khuyết tật trong ngôn từ của trẻ. Cha mẹ thấy kiểu nói em bé đáng yêu, ví dụ như soyo thì nói thành choyo, sẽ khiến trẻ không có khả năng nói đúng âm sa, si, sư, se, so được, tức là thành nói ngọng. Tật nói ngọng suzume thành susume hay sensei thành chensei là do khoảng 2 tuổi trẻ không được uống nắng đúng mực. Vì vậy, phải nói với trẻ bằng giọng chuẩn như nói với người lớn. Khi đi tắm, dạy bé càng nhiều càng tốt những danh từ chỉ các bộ phận trên cơ thể, lặp đi lặp lại như tay, chân, đầu gối, khuỷu tay, ngực, càng tỉ mỉ càng tốt. Hoặc là hỏi con, bây giờ con muốn mẹ tắm rửa cái gì trước nào? Chẳng hạn, khi thay quần áo, hãy dạy con tên các loại quần áo, ví dụ như cái váy xanh, cái quần vàng, cái áo len đỏ.
rồi cả những danh từ chỉ các bộ phận của quần áo, ví dụ như ống tay, ống quần, cổ áo. Ở độ tuổi này, trò chơi ngôn ngữ là thích hợp nhất. Có rất nhiều kiểu cách chơi, ví dụ như hỏi con cái gì màu đỏ ở trong bồn tắm, hoặc bảo con nói tên những cái màu đỏ trong nhà mà con nhìn thấy, hay là những từ nào bắt đầu bằng chữ A nhỉ? Rồi hướng dẫn con trả lời như Ari, Ashi, Asahi, Asagao, Ahiru. Kiểu chơi này khi đi chợ, đi dạo, ngồi trên xe ô tô, dọn dẹp nhà cửa đều có thể thực hiện được. Cứ chơi kiểu như vậy cũng là cách để dạy con về màu sắc, hình dáng, to nhỏ. Khi con 2 tuổi, cố gắng mua nhiều sách cho con, không chỉ cho con xem tranh mà mẹ đọc cho con nghe. Nếu con muốn, mỗi ngày cứ đọc 5 quyển hay 10 quyển cũng đọc cho con nghe. Khi đó mẹ sẽ xem được quyển nào hay để đọc lại, quyển nào chỉ đọc qua, hãy đọc nhiều lần cuốn nào mà con thích. Mua nhiều sách sẽ tốn kém, thì có thể mượn thư viện hoặc là xin sách cũ của những anh chị lớp trên ở gần nhà. Những điều mà trẻ 2 tuổi muốn biết là những việc liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Series 4 quyển sách Kotoba no Benkyo của nhà xuất bản Fukuon Kansoten rất thích hợp. Thêm nữa là quan hệ nhân quả thực vật. Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Quốc gia công bố rằng trẻ 2 tuổi rất thích những từ ngữ chỉ quan hệ nhân quả. Nói là quan hệ nhân quả thì tưởng như rất khó, nhưng thực ra lại đơn giản. Ví dụ như trẻ sờ vào lò sưởi nóng bị bỏng tay thì nói với trẻ không được sờ vào lò sưởi đang bật vì sẽ bị bỏng mà. Có nhiều bà mẹ hay nói với con, lò sưởi hư quá, làm bỏng tay con của mẹ. Hay một ví dụ khác là trẻ bị kẹp ngón tay vào cửa, thì các mẹ hay nói, cửa hư quá, để mẹ mắng cửa nhé. Nói như vậy khiến trẻ không thấy được quan hệ nhân quả đâu cả, dẫn đến không nhập tâm được cách suy nghĩ sự việc một cách đúng đắn. Thêm một ví dụ nữa, đứa trẻ khóc vì quả bóng nó đang chơi bị lăn vào gầm giường không lấy ra được. Nhưng bà mẹ đang bận thì hỏi, sao lại khóc, nín đi, và dúi cho con một cái vào đầu. Đứa trẻ càng khóc to hơn. Rất nhiều trường hợp tương tự như vậy xảy ra, chính điều đó gây tổn thương cho trẻ, kìm hãm sự phát triển tính cách, tài năng của trẻ. Trong trường hợp này, nên ân cần hỏi con tại sao khóc, nói với con như mình đang ở tâm trạng của con, quả bóng lăn vào gầm giường không lấy ra được chứ gì, nên con muốn mẹ lấy ra cho chứ gì, đó mới là điều quan trọng. Như vậy, trẻ nhớ được cách bày tỏ tâm trạng và học được một điều, không khóc mà nói như thế thì mẹ sẽ làm cho. Như vậy, trẻ nhớ được cách bày tỏ tâm trạng và học được một điều, không khóc mà nói như thế thì mẹ sẽ làm cho như ý mình, chẳng hạn. Lần sau có như vậy thì trẻ sẽ nói được tại vì quả bóng lăn vào gầm giường. Những từ chỉ quan hệ nhân quả như vậy càng phải dạy cho trẻ 2 tuổi càng nhiều càng tốt. Nó rất cần thiết cho việc phát triển năng lực tư duy sau này. Như trên đã nói, 2 tuổi có khả năng nhạy cảm với ngôn ngữ nhất. Đọc sách tranh đã đành, nhưng các bậc cha mẹ nên biết rằng đọc thơ là phần thưởng quý giá hơn nhiều. Thơ là tài liệu dạy con người ta về cái hay, cái quan trọng của ngôn ngữ tốt nhất. Ở độ tuổi này, không nhất thiết phải phân tích tỉ mỉ từng câu, từng đoạn thơ, cũng không cần giải thích ý nghĩa của bài thơ, chỉ cần đọc đi đọc lại, đọc nhiều lần để trẻ thuộc và nhớ là được. Ví dụ như mẹ chọn một bài thơ trong tập thơ Kitaharashi Roaki Doyushu rồi đọc cho con nghe, không cần hiểu ý nghĩa, chỉ cần nhớ vần điệu của bài thơ cũng khiến trẻ thích thú. Với trẻ 2 tuổi nên đọc những câu chuyện dân gian nhiều lần. Trước khi đi ngủ, không nên quên việc đọc sách cho con nghe. Giai đoạn này để cho trẻ làm quen với mặt chữ, gọi là thời kỳ khơi dậy sự quan tâm đến chữ nghĩa của trẻ. 2 tuổi mà trẻ đọc được chữ là một điều cực kỳ tuyệt vời. Trẻ con thì 1 tuổi cũng nhớ được chữ, trẻ mới lọt lòng cũng nhớ được chữ. Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng trẻ sơ sinh thích thú với việc nhớ chữ hơn cả là việc nhớ cách nói. Mọi người sẽ thắc mắc, tại sao trẻ chưa biết nói lại có thể đọc được chữ cơ chứ? Thì xin cứ thử đọc một chữ cho trẻ nghe. Rồi bảo con nhặt lấy tấm cạc có ghi chữ vừa đọc sẽ biết ngay. Trẻ sẽ nhặt tấm cạc có ghi chữ mà nó biết một cách chính xác, tức là nó đã biết đọc. Nhớ được chữ thì cấu tạo đầu cũng thay đổi, đặc biệt là thay đổi lớn ở đại não. Các bậc cha mẹ phải nên biết trước điều này, đến cả con trẻ bị bệnh não, giai đoạn này cách dạy đọc chữ cũng rất hiệu quả. Trẻ có thể nhớ được, khi nhớ được thì sắc mặt trở nên trí thức hơn, mắt sáng hơn.
Cũng có trường hợp trẻ bị bệnh não cũng đọc được sách trôi chảy, đứng đầu lớp khi vào tiểu học. Điều này không thể có nếu chỉ dạy trẻ bị bệnh não đọc khi đã qua 6 tuổi. Nếu không tận dụng thời kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ của trẻ, thì sẽ khó làm thay đổi được tố chất của đại não, kể cả với trẻ thường hay trẻ bị bệnh não. Để trẻ gần gũi với chữ, ghi tên của trẻ vào tờ giấy rồi dán lên tường, đọc nhiều lần cho trẻ nghe. Hướng trẻ chú ý vào chữ tên sách, tên thương hiệu hàng hóa, đọc và dạy những chữ ấy cho trẻ. Mở rộng phạm vi chữ đã nhìn trong sách ra báo chí sẽ làm tăng sự quan tâm của trẻ đến chữ. Đi trên đường hay đi bộ cũng hướng cho trẻ nhìn thấy biển hiệu ghi chữ gì, biển số ô tô có chữ Hán gì, chữ số gì chẳng hạn. Trong khi chờ ở phòng khám, cho trẻ mở rộng phạm vi từ chữ oxy ra xe chẳng hạn. Với cách dạy cho trẻ những từ ngữ gần gũi nhất, dễ thấy nhất xung quanh như vậy là bạn đã thực hiện xuất sắc thuật dạy đọc chữ cho con rồi đấy. Ba nhỏ, làm thỏa mãn ý muốn muốn làm những việc xung quanh mình một cách thành thạo. Xin chuyển sang điểm cơ bản cuối cùng trong ba điểm cơ bản phát triển ý muốn của trẻ 2 tuổi, đó là để trẻ nhớ được những kỹ năng cơ bản. Trẻ 2 tuổi luôn có ý muốn làm giỏi những việc của mình. Điều này đạt đến đỉnh cao trong giai đoạn 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi, hơn nữa là khi được 3 tuổi rưỡi. Nắm bắt kịp thời và phát huy được ý muốn này chính là bí quyết dạy con thành người ưu tú. Rửa tay, buộc dây giày, cài cúc áo. Những việc này dù có mất thời gian cũng phải để trẻ tự làm lấy. Cha mẹ dành nhiều thời gian, chịu khó dạy con cách làm thì bây giờ có thể bận bịu, nhưng sau này sẽ là những ngày vui. Trẻ con ham học hỏi, mà làm giỏi thì ý muốn được thỏa mãn, sẽ có được lòng tự tin vào việc mình làm. Cứ như vậy trẻ lớn lên từng bước một. Ngược lại, lúc nào bố mẹ cũng ra tay làm hộ, thành thói quen thì trẻ tiến bộ rất chậm và buồn tẻ. Nếu mẹ cứ rửa tay cho con, trẻ mất đi tính nhẫn nại, có lúc sẽ không cho mẹ rửa tay cho mình, có lúc sẽ không chịu đi rửa tay. Trẻ được 2 tuổi nên để trẻ tham gia giúp việc nhà hết mức có thể, lau bàn, lấy cái này, cất cái nọ, lau đĩa, tìm nhiều việc vừa sức để trẻ làm giúp. Trẻ làm xong phải được khen thật nhiều, quan trọng hơn là phải củng cố lòng tự tin cho trẻ. Cho dù trẻ làm chưa giỏi cũng phải khen, có vậy trẻ mới có tự tin để lần sau làm giỏi hơn. Để trẻ nhớ được kỹ năng cơ bản là vậy, mẹ làm lại, sửa sai cái con đã làm trước mặt chúng là kiểu dạy con tồi tệ nhất. Tuyệt đối không được chê bai trẻ trong bất cứ chuyện gì. Những bà mẹ dốt thường đối xử với con như vậy, áp đảo sự phản kháng của trẻ, dập tắt ý muốn tự làm lấy của trẻ bằng những câu đại loại như "việc đấy ai làm chẳng được" hay "ai thèm làm cái việc dở hơi ấy". Dù việc nhỏ nhặt trẻ làm được cũng phải khen nhiều, phải nên biết rằng việc chấp nhận ý muốn làm của trẻ là tạo cho trẻ ý muốn làm, tạo cho trẻ tính tự tin, trẻ phát triển tích cực hơn. Bí quyết dạy trẻ giỏi là khen, ngược lại dạy tồi sẽ là chê. Khi trẻ 2 tuổi, hãy dạy trẻ biết cách sắp xếp gọn gàng, kệ giá, kệ để đồ vừa tầm trẻ. Khi trẻ 2 tuổi, hãy dạy trẻ biết sắp xếp gọn gàng, kệ giá, kệ để đồ vừa tầm tay trẻ. Đồ chơi để chỗ dễ cất, dễ lấy. Quy định chỗ để đồ chơi, dán băng xanh, đỏ, vàng vào chỗ cất. Đồ chơi cũng dán màu tương ứng để khi cất màu nào vào màu nấy. Làm vậy thì trẻ 2 tuổi cũng biết xếp đồ chơi sau khi chơi. Việc dọn đồ chơi xong không phải là việc của mẹ. Chỉ cho lấy đồ chơi từng ít một ra, cất một cái rồi mới lấy cái khác. Như vậy việc dọn sau khi chơi là điều thích thú cho trẻ. Hãy bắt đầu việc này bằng trò chơi mệnh lệnh. Cất quả bóng này vào giá, rồi lấy búp bê để trên bàn ra đây cho mẹ chẳng hạn. Chơi như vậy bé quen với việc dọn dẹp. Ở thời kỳ ý muốn tự làm lấy việc của mình này mà không dạy phép tắc dọn dẹp sắp xếp thì sau này không thể làm cho trẻ nhập tâm việc này được. Thời kỳ này phải dạy trẻ điều khiển đôi tay thật giỏi. Ở trẻ dùng tay không thạo hay có xu hướng năng lực phát triển chậm, dùng đũa cũng phải dạy từ khi trẻ 2 tuổi. Cho trẻ chơi đất nặng, không phải chỉ đưa hộp đất nặng cho con, muốn chơi gì thì chơi là xong, mà phải đưa hình mẫu táo, dâu, chuối cho con xem, rồi hướng dẫn con nặng cho giống hình mẫu. Chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ tù, chỗ nhọn phải làm cho giống mới là quan trọng. Như vậy tạo cho trẻ tính quan sát tỉ mỉ và điều khiển đôi tay một cách khéo léo. Với trẻ 2 tuổi, trò chơi xếp hình gỗ Sumiki rất bổ ích. Hãy để trẻ xếp chồng lên cao, xếp chuỗi dài, bắt chước hình mẹ đã xếp, tự xếp theo trí tưởng tượng của trẻ, thì xem hai mẹ con ai xếp được cao hơn chẳng hạn.
Đồ chơi tốt là đồ chơi phát triển kỹ năng của trẻ. Có thể thấy các loại đồ chơi phù hợp mục đích đó là nhà xếp, xe tải ghép, bazuru. Các loại đồ chơi máy móc chạy pin không chỉ có tác dụng thỏa mãn ý thích nhất thời của trẻ, mà cũng không có tác dụng phát triển kỹ năng và tư duy của trẻ. Thay vì bỏ món tiền lớn để mua đồ chơi loại ấy ra, hãy trộn lẫn 4 loại đỗ đen, đỗ trắng, đỗ đỏ, đỗ xanh, mỗi loại 10 viên với nhau, rồi bảo con nhặt riêng từng loại vào 4 cái cốc riêng biệt còn hơn. Như đã nói ở phần trước, là trong các loài động vật chỉ có con người là có khả năng cầm nắm vật bằng hai ngón tay cái và ngón trỏ. Hãy rèn luyện cho trẻ 2 tuổi, thời kỳ mẫn cảm này khả năng đó. Hãy cho trẻ dùng hai ngón tay, cái và trỏ, nhón những vật nhỏ xíu như hạt đậu, cái ghim cài tài liệu, có màu sắc, kích cỡ khác nhau, chia theo màu sắc, kích cỡ vào những cái cốc khác nhau. Bà mẹ đang được nghe cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt. Bà mẹ có thể truy cập vào mẹviệt.vn để nghe tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé, cũng như đọc các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuần, ba mẹ nhé. Bà mẹ có thấy mình đọc nhanh quá hay chậm quá không ạ? Mẹ Việt Podcast rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của ba mẹ, giúp đội ngũ chúng tôi cải thiện hàng ngày để luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất dành cho cộng đồng. Nếu ba mẹ thấy chuyên mục này ý nghĩa, ba mẹ có thể chia sẻ kênh podcast của blog mẹviệt.vn đến với những bạn bè của chúng ta. Mình tin rằng đó sẽ là món quà thật sự ý nghĩa. Mời các ba mẹ tiếp tục lắng nghe nội dung của quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Bốn nhỏ, thời kỳ phản kháng đầu tiên khi trẻ 2 tuổi, làm sao vượt qua? Người ta có câu, trẻ 2 tuổi đáng sợ. Thấy hiện tượng này ở trẻ vừa đầy 2 tuổi, kéo dài trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng. Thời kỳ này gọi là thời kỳ phản kháng đầu tiên của trẻ. Được 2 tuổi, bước vào thời kỳ tự lập, trẻ muốn tách khỏi bố mẹ, tự làm việc này, việc nọ, việc gì cũng muốn tự làm lấy. Vì vậy, khi bị người lớn nói không được là trẻ phản kháng liền. Rồi khi trẻ định tự mình làm gì đấy mà không làm được cũng phát cáu lên. Cũng có trẻ dậm chân, giãy nảy, lăn đùng ra đất ăn vạ. Đó là biểu hiện bất mãn khi trẻ định làm gì mà không làm được. Để vượt qua tình cảnh này, hãy cho trẻ xem, đọc sách, dạy cách làm một cách dễ hiểu, từng chút một, cho trẻ tính tự tin rằng mình cũng có thể làm được. Và một điều nữa là dạy ngôn ngữ cho trẻ. Trẻ được rèn luyện kỹ năng nói tốt, biết dùng từ phong phú, thường không có kiểu nói ích kỷ, cũng như không nghịch ngợm làm phiền bố mẹ. Vì trẻ tự làm được những việc của mình, biết dùng đồ vật, biết truyền đạt ý muốn của mình thì không có cảm giác bất mãn như trên. Khi trẻ khóc, hãy đặt mình vào địa vị của trẻ, dạy cho trẻ cách nói diễn tả, tâm trạng khó chịu lúc đó. Nếu chỉ có quát mắng, sao lại khóc? Thì không dễ dàng gì vượt qua được thời kỳ 2 tuổi đáng sợ này. Nếu còn muốn gì, cảm thấy gì mà diễn đạt được hết bằng lời thì cuộc sống hàng ngày thật suôn sẻ. Với trẻ chậm nói thì không thể có những tháng ngày vui vẻ như vậy được. Nói là thông cảm với tâm trạng của trẻ, nhưng cũng như tay gãi đúng chỗ ngứa vậy, gãi quá sẽ bị xước, thành ra nói hết phần của trẻ. Trẻ không nói được điều mình muốn nói, vốn từ ít sẽ sinh ra bất mãn. Việc quan trọng là nghe thấu tâm trạng trẻ, chứ không phải nói hộ hết tâm trạng của trẻ. Nếu trẻ hiểu lời nói thì sẽ hiểu những gì mẹ nói. Mẹ có thể dạy lễ nghĩa, phép tắc một cách dễ dàng hơn. Không cần ra tay can thiệp làm hộ con, mà chỉ cần trông con thôi để con dần lớn lên với tính tự tin. Thời kỳ này trẻ có khả năng ngôn ngữ cao, kỹ năng sử dụng hay làm việc gì đó thành thạo sẽ không có biểu hiện bất mãn, phản kháng như đã nêu ở trên. Thời kỳ này trẻ có khả năng ngôn ngữ cao, kỹ năng sử dụng hay làm việc gì đó thành thạo sẽ không có biểu hiện bất mãn, phản kháng như đã nêu ở trên. Bí quyết nuôi dưỡng ý chí của trẻ là không bao giờ nói từ không được với trẻ, luôn dõi theo hành động của trẻ, củng cố lòng tự tin, động viên khích lệ kịp thời, khơi gợi ý muốn của trẻ mới là cách nuôi dạy con hay. Năm nhỏ, trẻ 2 tuổi là người có trí nhớ thiên tài. 2 tuổi là thời kỳ thiên tài của trẻ nhỏ. Cũng có nhiều bậc phụ huynh ngạc nhiên khi xem chương trình Những em bé thiên tài nhất Nhật Bản. Chứ thực ra hầu hết trẻ em đều có khả năng biểu lộ trí nhớ tuyệt vời như những trường hợp được nêu trong chương trình đó. Nếu không biết điều đó, sẽ vô tình làm mất đi khả năng tuyệt vời của trẻ. Chính vì vậy, chúng ta cần phải cực kỳ chú ý đến trẻ. Trẻ phát triển rất nhanh trong độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi.
và những gì trẻ học được trong thời gian này sẽ phản ánh thái độ học tập của chúng sau này. Thái độ đó không thể nào sửa đổi được nữa. Tôi muốn các bậc cha mẹ phải coi độ tuổi này là giai đoạn thiết lập năng lực cơ sở cho trẻ. Giai đoạn này, nếu dạy trẻ những điều cơ bản suôn sẻ thì trẻ sẽ trở thành những con người rất sáng dạ. Còn không dạy dỗ gì, cứ để trẻ chơi tự nhiên không thôi sẽ làm khả năng ưu việt vốn có của mọi em bé biến mất lúc nào không hay. Xin nhắc lại một lần nữa, đó là trẻ 2 tuổi có trí nhớ thiên tài. Khi trẻ 2 tuổi mà được rèn luyện trí nhớ thì sẽ có trí nhớ tốt, duy trì liên tục và dễ dàng. Với trẻ không được rèn luyện trí nhớ lúc này thì đến năm lớp 6 thôi đã không thể nhớ nổi những công thức tính toán phân số, số thập phân. Vì vậy, khi được 2 tuổi cần phải cho trẻ được rèn luyện trí nhớ càng nhiều càng tốt. Nhớ quốc kỳ của các nước, nhớ chủng loại xe ô tô, nhớ tên các ga tàu điện theo đúng thứ tự. Những việc mà ta thấy đó hoàn toàn có ích, không hề quá sức với trẻ. Có bà mẹ đã dạy con 2 tuổi nhớ hết tên 100 thi sĩ nổi tiếng. Đứa trẻ ấy đã trở thành người cực kỳ xuất sắc. Cũng có bà mẹ dạy con 2 tuổi cả kinh thư Trung Quốc. Đây không phải là việc nhồi nhét kiến thức. Tôi muốn các bậc cha mẹ hiểu rằng vào thời kỳ năng lực trí nhớ lên đến đỉnh cao như lúc này mà làm những việc như vậy thì một mặt khả năng ghi nhớ cao được gắn liền với trẻ, mặt khác là những kiến thức thu nạp được này sẽ còn đọng lại trong kho ý thức tiềm tàng của cả cuộc đời, sau này làm nền tảng để có được năng lực xuất sắc và khả năng tư duy cao. Đặt trước mặt trẻ 2 tuổi 10 cái hộp, trong 3 hộp có để đồ gì đó, hãy cho trẻ đoán xem hộp nào có đồ. Không có trẻ 2 tuổi nào ngay từ đầu đã đoán đúng được 3 cái hộp có đồ. Hãy làm thử từ một hộp trước, đặt lên bàn 10 món đồ, cho trẻ nhìn kỹ trong khoảng 1 phút, rồi giấu đi một món, đố trẻ biết đó là món đồ gì. Hãy thử làm bài rèn luyện trí nhớ này cho trẻ. Cũng liên quan đến trí nhớ, ta phải dạy trẻ khả năng quan sát. Cửa hàng vừa xem có bày bán cái gì, chẳng hạn thế, để rèn cho trẻ khả năng nhớ được nhiều món đồ bày trong cửa hàng. Mẹ với con thì với nhau, xem ai nhớ được nhiều hơn. Điều quan trọng là với trẻ 2 tuổi, càng cho trẻ quan sát được càng nhiều càng tốt, dẫn trẻ đến công viên, cho xem kiến, cho xem lá, dẫn trẻ đến cửa hàng bán chim, thú cảnh, cho trẻ quan sát, và bảo trẻ nói về cái vừa xem, vừa nhìn thấy đó, cho trẻ đi vườn bách thú, vườn thú biển, khu vui chơi, nông trường, sở phòng cháy chữa cháy, càng nhiều càng tốt, và rèn cho trẻ kể lại những nơi vừa đi. Cũng có thể cho trẻ đi bus, tàu điện đến bờ biển, vườn táo để được nhiều dịp quan sát thế giới xung quanh hơn. Tư tưởng mới có 2 tuổi có nhớ được gì mấy đâu, thôi thì chờ đến khoảng 6 tuổi. Lúc ấy biết nhớ rồi cho đi đây đó cũng được, là tư tưởng sai lầm, khiến năng lực vốn có của trẻ bị thui chột. Mọi thể nghiệm khi trẻ đã hơn 6 tuổi, lúc này năng lực đã phát triển ở mức ổn định rồi, không tạo nên khả năng cơ bản quan trọng nào nữa. Các bậc cha mẹ nên biết rằng những thể nghiệm được thực hiện trong thời kỳ khả năng nhận thức đạt đỉnh cao nhất 2 tuổi là những khả năng to lớn của trẻ sau này. Cùng với ý nghĩa đó, trẻ 2 tuổi rất thích hợp để học ngoại ngữ. Bởi vì ký ức về âm thanh của trẻ lúc này cực kỳ phong phú. Người lớn nghe tiếng nước ngoài không thể nghe toàn bộ âm tiếng nhỏ của từ đó, hơn nữa cũng không thể thành thạo một loại ngoại ngữ nào. Vì người lớn có một rào chắn lớn về âm thanh, mà có những âm không tài nào nghe thấy hay có bắt chước cũng không nhập tâm được. Nhưng trẻ 2 tuổi lại là thiên tài ngôn ngữ, vì trẻ dưới 3 tuổi có khả năng phân biệt được sự khác nhau rất nhỏ giữa các âm tiết và hiểu được sự liên quan giữa các từ ngữ phức tạp. Với năng lực tiềm tàng phong phú, trẻ có thể nhớ ngoại ngữ một cách tự nhiên như một bản năng sinh lý vậy. Vì vậy, khoảng 2-3 tuổi, việc cho trẻ nghe nhiều bài hát của trẻ em các nước để trẻ được tiếp xúc, nhận biết được sự khác nhau về âm thanh giữa tiếng các nước đó đều quan trọng. Những âm thanh trẻ không nghe vào giai đoạn này khi lớn lên sẽ không còn nhập tâm chính xác được nữa. Khi trẻ đang chơi, thử để máy quay đĩa chạy bản nhạc vui tươi tự nhiên nào đó, ví dụ như những bài hát ru con trên thế giới chẳng hạn. Điều quan trọng nhất là việc dạy trẻ, rèn luyện cho trẻ phải được thực hiện thường xuyên, hàng ngày, dù mỗi ngày chỉ một chút thời gian. Tôi muốn các bậc cha mẹ hiểu rõ một điều là việc dạy con hay rèn luyện cho con càng được lặp đi lặp lại, càng tạo cho trẻ khả năng thiên tài. Tuy nhiên cũng phải vừa xem tình hình, sự phản ứng của trẻ để dạy cho phù hợp. Nếu trẻ có vẻ không thích kiểu rèn luyện này thì phải chuyển sang kiểu thích hợp hơn, để trẻ vui và thực hành hơn. Bí quyết để thành công là rèn luyện cho con hay dạy con dưới hình thức chơi với con một cách vui vẻ. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục Âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc.
Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast nocmeviet.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.